Dạ em Dương Bộc Kết xin được mến chào tất cả quý cô bác bà con. Chào mừng tất cả mọi người lại quay lại những cái video về liên quan đến chủ đề cây bổ kết và quả bổ kết của em Dương nhau nhé. Thì hàng năm là vào thời điểm ví dụ như là cuối năm thì bắt đầu vào vụ thu bổ kết là bắt đầu từ giữa tháng 8 đối với những cái tỉnh lạnh, ví dụ như tỉnh Lạng Sơn thì là sẽ chín vào tầm giữa tháng 8. Hay còn những tỉnh nóng thì sẽ chín muộn hơn, thì dao động thì em sẽ đi thu mua từ từ giữa tháng 8 đến hết tháng 12 âm lịch hàng năm nhau nhé. À, sẽ có một số cây nó ra quả muộn thì sẽ thu vào đầu tháng giêng đấy, nhưng mà cái tỷ lệ đấy thì nó rất là ít đấy, thì là cứ vào những cái tháng cuối năm này thì em sẽ tập trung hết nhân lực ở trên nhà và thuê thêm một số bác thợ nữa thì là em đi thu hái quả bồ kết này. Đối với những cây bồ kết cổ thụ của ông bà ta từ xa xưa thì hiện tại bây giờ còn sót lại thì cây rất to và cao đấy, thu hoạch được một trái bồ kết cũng rất chi là khó khăn. Hay các bác có thể thấy là đối với những cái cành mà cao quá xa quá thì em phải sử dụng đến những cái thiết bị như là kéo cắt cành trên cao, kéo cắt cành từ xa thì là chỉ ngồi một chỗ mà có thể là thu hái được, cắt được. Sau đó là nhà nhà em thì em sẽ tất cả là em thu mua vào cái buổi ban ngày thì sẽ tập trung ôm hết vấn lên ô tô với những cả những cái cành cuộn như này. Về nhà buổi tối thì tiếp tục là tăng ca thêm buổi tối và ngồi nhặt phân loại ra, nhặt sạch từng quả một nhau nhé, không để cái tỷ lệ cành cuộn nó dính vào quả đâu ạ. Bởi vì nhà em làm cái này thì về cơ bản em sẽ xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, thị trường nước ngoài thì rất chi là ưa chuộng đối với cái quả bồ kết này. Tuy là làm nó vất vả vào cái vụ vụ mùa thu hoạch thì nó vất vả thôi, nhưng mà được cái là cái tỷ cái đầu ra nó rất chi là dễ dàng. Một năm thì em Dương thu mua số lượng rất chi là lớn. À, em thu mua số lượng ở trên các tỉnh như là tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Hải Dương, tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Thái Nguyên. Đấy, thì đối với những cái tỉnh mà khu vực gần gần thì trực tiếp em sẽ đi thu mua và sẽ trực tiếp là em vặt luôn nhau nhé. Đối với các bác mà có những cây bồ kết to các bác muốn bán thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên màn hình. Ngoài làm quả bồ kết này thì em có cung cấp cả cây giống nữa và bao tiêu sản phẩm cho quý bà con luôn. Tuy vậy không chỉ là bao tiêu những cái sản phẩm mà những cái quả bồ kết là nhà em bán cây giống ra, mà các bác cứ bác nào có quả bồ kết, cứ bác nào có những cây bồ kết to muốn bán thì bác có liên hệ em, thì hy vọng là cũng có thể là mua được cái giá cao nhất cho các bác. Bởi vì em đã xác định đi thu mua cái số lượng khá là lớn như này thì chắc chắn là em sẽ không mua giá thấp hơn thị trường được. Đối với những cái quả bồ kết sau khi đã làm sạch này thì em sẽ để em sẽ phơi bằng cách là phơi gió nhau nhé, phơi gió ở trong những cái khu nhà chăn nuôi, khu chuồng trại để cho bao giờ mà cái quả nó chín đen, nó ngả hết màu đen xuống thì mới cho ra phơi sấy được. Có thể là nếu mà gặp trời mưa thì em sẽ cho ra sấy, cho nên lò sấy em có xây lò sấy nhau nhé. Đấy, thì sau đó là em sẽ đóng vào thành những cái bao và sẽ tích lại, đợi bao giờ đủ đơn hàng, đủ một công hàng thì sẽ xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc cũng rất chi là dễ dàng. Còn những cái tháng đầu năm thì khi mà đã hết mùa quả bồ kết rồi thì hiện tại bây giờ em Dương đang phát triển và bảo tồn cây bồ kết. Đối với cây bồ kết này nó có rõ hai loại cây, một là về cơ bản nhất là bà con thường trồng từ hạt lên thì gọi là cây bồ kết thực sinh. Nhưng mà cái khó ở đây là cây bồ kết thực sinh nó có tỷ lệ cây đực rất cao. Ví dụ như các bác đi sang nhà hàng xóm chơi mà thấy có cây bồ kết, xong ở dưới gốc có những cây bồ kết con, các bác đánh về các bác trồng thì nó sẽ ra rất nhiều cây đực, nó không có quả nhau nhé. Nhiều bác trồng cây xong là cây nó không có quả lại lầm tưởng rằng là cái khu vực của nhà mình thời tiết và khí hậu nó không phù hợp để trồng cây, nhưng không phải nhau nhé. Hiện tại bây giờ trên nhà em Dương thì em đã ghép được cây bồ kết. Những cái mắt ghép của cây bồ kết thì em sẽ lựa chọn từ những cái cây thật là sai quả mà trong quá trình em đi thu mua. Đấy, thì em sẽ mua cả cái cây đó luôn và lấy mắt hàng ngày, thì em sẽ đến em lấy mắt và không thu trái nữa, thì em sẽ lấy hết mắt và em ghép vào những cái cây bồ kết thực sinh ở trên nhà vườn này. Thì đối với cái cây bồ kết ghép khi bác trồng xuống thì tỷ lệ ra quả của nó là 100%. Và có một cái vấn đề hay nữa ở đây đấy là tất cả những cây bồ kết ghép từ mắt ghép nó bật lên thì cây sẽ không có gai, rất chi là thuận tiện trong cái quá trình mà một là các bác chăm sóc, hai là thu hoạch sau này nhau nhé. Và bây giờ các bác trồng cây bồ kết thì rất chi là ok, bởi vì là cái quả bồ kết bây giờ nó là một nguồn nguyên liệu quý mà giá thành thì tăng lên hàng năm vì lý do là cái nguồn cung cấp không đủ. Quả bồ kết nó là nguyên liệu vàng trong dầu gội mỹ phẩm,
Và trong đông y thì quả bồ kết cũng góp mặt trong các bài thuốc. Cô bác anh chị nhà mình nếu mà có những khu đất, mảnh đất nào mà mình vẫn còn đang còn bỏ trống thì các bác có thể tham khảo qua cái mô hình trồng và phát triển cây bồ kết thu trái anh em nhé. Cô bác anh chị có nhu cầu về cây giống thì có thể liên hệ trực tiếp với em Dương qua số điện thoại em để trên màn hình đây ạ. Hoặc là các bác có thắc mắc băn khoăn gì thì cũng rất mong là có thể là kết nối giao lưu với tất cả quý cô bác anh chị trên toàn quốc. Những gì em biết thì cũng sẵn sàng là chia sẻ với tất cả mọi người, và những gì chưa biết thì cũng rất mong là có thể là kết hợp và học hỏi lại từ cô bác anh chị để mình có những cái mùa bộ kết bội thu như này nhé. Em Dương xin phép được dừng cái video tại đây, xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả quý cô bác anh chị, và hẹn gặp lại mọi người trong những video ngày mai. Xin chân trọng kính chào.